Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục trước Pháp, giành vé vào chung kết. So với trận thắng Đức ở tứ kết, Tây Ban Nha có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Jesus Navas, Nacho Fernandez và Olmo đá chính từ đầu. Trong khi đó, bên phía đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps khiến nhiều người bất ngờ khi cất Griezmann trên ghế dự bị và sử dụng bộ 3 tấn công gồm Dembele, Muani, Mbappe. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao ngay từ những phút đầu và bàn thắng cũng sớm đến phút thứ 9, Mbappe tạt bóng để Muani bật cao đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, Pháp tấn công ngày càng mạnh mẽ nhờ tốc độ của bộ 3 trên hàng công. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn bình tĩnh với lối chơi kiểm soát bóng của mình. Và tới phút 21, họ đã có được điều mình cần. Tài năng trẻ Lamine Yamal đi bóng tự tin bên cánh phải trước khi ngoặt vào trong rồi tung ra cú dứt điểm từ xa cực kỳ kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khiến Maignan bất lực. 1-1 cho Tây Ban Nha. Chỉ 4 phút sau, Tây Ban Nha đã có bàn thắng thứ 2. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành của Pháp, Olmo bình tĩnh xử lý trước khi tung ra cú sút cực mạnh. Trong nỗ lực cứu bóng, Cao đã phản lưới nhà. Tuy nhiên sau đó UEFA đã công nhận bàn thắng cho Olmo. Các bàn thắng đến quá nhanh khiến cho thế trận đảo chiều một cách chóng mặt. Những phút sau đó, cả hai đội vẫn duy trì nhịp độ tấn công tốc độ. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn không hề giảm đi tốc độ tấn công. Pháp cần bàn thắng nên là đội lấn lướt hơn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của họ hoặc là quá nhẹ hoặc là đi quá thiếu chính xác. Ngay cả khi huấn luyện viên Deschamps tung vào sân những nhân tố mới cho hàng công như Griezmann, Barcola hay Giroud thì cũng không có nhiều khác biệt. Trong khi đó, Tây Ban Nha chủ động cầm bóng chắc và phản công dựa vào tốc độ của Yamal cùng với Williams. Những cầu thủ trẻ này cũng có một vài cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Thời gian trôi về những phút cuối và đội tuyển Pháp càng thêm sốt ruột. Phút 86, Mbappe đi bóng tốc độ vượt qua Vivian nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi lên trời. Và đó cũng là dấu chấm hết cho Les Bleus. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía Tây Ban Nha. La Roja trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết Euro 2024 và chờ đợi đối thủ là đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Lan và Anh. Lamine Yamal lập liền 4 kỷ lục Euro, vượt mặt cả Pele. Trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp nhận được rất nhiều sự chú ý. Cả hai đội đều nhập cuộc đầy tốc độ. Pháp mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Randal Kolo Muani. Tuy nhiên sau đó, Tây Ban Nha đã ghi liền 2 bàn trong 4 phút để khép lại hiệp 1 với lợi thế 2-1. Đáng chú ý, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha là Lamine Yamal. Phút 21, anh tự tin cầm bóng trước khi tung ra cú dứt điểm từ xa cực kỳ kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Mike Maignan bất lực. Với bàn thắng này, Yamal đã đi vào lịch sử Euro khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Euro ở tuổi 16, 11 tháng và 27 ngày. Yamal đã phá kỷ lục tồn tại 20 năm của cựu cầu thủ người Thụy Sĩ Johan Von Lanthen lập được ở trận đấu với Pháp ngày 21 tháng 6 năm 2004. Von Lanthen tạo nên thành tích đáng nhớ này ở độ tuổi 18 và 141 ngày. Và phải sau 20 năm, kỷ lục của Von Lanthen mới bị phá. Thời điểm lập công vào lưới Pháp, Yamal mới chỉ 16 tuổi và chỉ 3 ngày nữa mới bước sang tuổi 17. Yamal cũng trở thành cầu thủ 16 tuổi đầu tiên ghi bàn tại một vòng chung kết Euro. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại một giải đấu lớn là Euro và World Cup. Trước đó, Yamal đã tạo nên khá nhiều thành tích cá nhân đáng chú ý ở Euro 2024. Theo đó, anh là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở các kỳ Euro khi đá chính ở trận ra quân với Croatia. Anh cũng đang là một trong 4 cầu thủ tuổi tin trong lịch sử giải đấu có 3 kiến tạo ở một kỳ Euro, cùng với Cristiano Ronaldo, Arda Güler và Enzo Seifert. Sau trận đấu, Yamal đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và anh cũng lập kỷ lục là người nhận giải thưởng này trẻ nhất lịch sử Euro. Ngoài ra, Yamal cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia là Euro và World Cup. Anh vượt qua kỷ lục của vua bóng đá Pele, người ghi bàn tại World Cup khi mới 17 tuổi và 239 ngày. Mbappe gây tranh cãi lớn vì một hành động trong giờ nghỉ giữa hiệp. Ở trận bán kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha với Pháp, Mbappe đã gây bất ngờ khi không đeo mặt nạ ra sân thi đấu. Ngay phút thứ 9, anh đã có một pha kiến tạo tuyệt vời cho Randal Kolo Muani đánh đầu ghi bàn đưa Les Bleus vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó, Tây Ban Nha ghi liền 2 bàn trong 4 phút để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Pháp đành ngậm ngùi về nước và tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch Euro. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Mbappe đã có một hành động gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong đoạn video do BBC ghi lại, Mbappe cởi trần nhưng cầm trên tay chiếc áo đấu màu đỏ của Tây Ban Nha. Điều này cho thấy anh ta đã đổi áo đấu giữa hiệp. Người hâm mộ đội tuyển Pháp đã phản ứng dữ dội với hình ảnh này. Một người viết, Mbappe đã đổi áo đấu trong hiệp 1. Kin sẽ tức giận nếu đây là trận đấu của ITV.
Một người khác bình luận, tại sao Mbappe lại đổi áo đấu với một cầu thủ Tây Ban Nha trong hiệp 1? Một người thứ ba viết, Mbappe thực sự chỉ đổi áo đấu trong hiệp 1 khi bị đánh bại. Nếu tôi nhìn đúng, thì thật thô lỗ. Tôi không đồng ý. Một người khác tức giận, việc Mbappe đổi áo đấu trong hiệp 1 khiến anh ta và cầu thủ Tây Ban Nha kia nên bị cấm thi đấu suốt đời. Một người nữa viết, Mbappe đã đổi áo đấu rồi. Thật xấu hổ. Không rõ cầu thủ Tây Ban Nha nào đã đổi áo đấu với Mbappe, nhưng đó không phải là hình ảnh đẹp với Mbappe vì đội của anh ta đang bị dẫn trước trong giờ nghỉ giải lao. Nhà vô địch World Cup 2018 không còn là chính mình như thường lệ tại Đức sau khi bị gãy mũi trong trận đấu đầu tiên của Pháp với Áo. Chiếc mặt nạ bắt buộc rõ ràng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh. Mbappe chỉ ghi được một bàn trong giải đấu, một quả phạt đền trong trận đấu vòng bảng cuối cùng với Ba Lan. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.